Trưa ngày 13 tháng 7, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Đầu tư và Du lịch Úc, Dan Tehan, đang có chuyến thăm Việt Nam. Thay mặt chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến chính phủ Úc đã cam kết viện trợ 40 triệu đô Úc để Việt Nam tiếp cận vaccine và hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Úc cho Việt Nam trong thời gian tới. Mong muốn rằng hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống đại dịch COVID-19. Về quan hệ song phương, Phó Thủ tướng cho rằng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Úc đang phát triển tốt đẹp, trong đó quan hệ thương mại tăng trưởng ấn tượng trên 40% trong 5 tháng đầu năm 2021, thể hiện sự gắn kết giữa hai nền kinh tế cũng như tác dụng tích cực từ các hiệp định thương mại tự do mà hai nước là thành viên như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Úc-New Zealand và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Bộ trưởng Dan Tehan khẳng định, việc Úc hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine sắp tới là minh chứng cho quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Úc, cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Bộ trưởng Úc cũng cho biết, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên trước đó, hai bên đã nhất trí nỗ lực kết thúc đàm phán chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước trong năm nay. Trao đổi các vấn đề trong khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình và tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Úc Dan Tehan là một phần trong chuyến công du kéo dài 2 tuần tới Singapore, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại giữa Úc và các quốc gia này. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.